Bà Mina chủ nhà, bà diễn với lông chó. Mình nương tựa nhau trốn vào ngày nào hai ngày đó. Hana. Trời ơi, em làm cái gì mà bắt chị đứng ngoài cổng đợi lâu muốn chết à? Ủa mà chị qua đây chi vậy? Trong kia là gì chị? Chị đừng nói chị chặt xác ai xong chị nhờ em phi tán giùm nha. Ngó cái đầu qua coi. Trời, mèo. Biết làm sao không? Hồi sáng chị đi làm, chị thấy nó ở ngoài đường á. Tội nghiệp quá, chị mang nó về. Mà nhà chị bây giờ á, 7, 8, 9, 10 con mèo rồi. Không có nuôi được, chật rồi. Em đi, chị gửi đây nha. Trời, sao được chị? Chị biết loại bà này nó dữ lắm chứ, con chó mà, dưới các loại lông mà. Bây giờ thêm một loài mèo nữa sao em nuôi được? Bà biết là bà đuổi em ra khỏi nhà luôn á. Ê, nói nghe, bây giờ em đem con mèo này đúng không? Em nhốt chung với con Milo, bảo đảm yên tâm, không ai phát hiện hết. Thôi chị ráng chị nuôi thêm con này nữa đi chị ơi. Em đã ở đây có được đâu. Nó không có nuôi được mới nhờ. Nơi Nơi nè nè Nơi mở cửa Nơi. Chị đi đâu vậy? Ở đây mà. Nói nè, nói chuyện em đi đâu vậy? Chị này ngồi đây đâu chứ vậy? Tôi nha, tôi là tôi đang ở bên kia, tôi có cái một cái sự việc. Tôi nghe một cái mùi gì đó mà tôi không hài lòng luôn. Đâu rồi? Em nghe, lẹ. Mùi này kỳ lắm, thối lắm, khó chịu lắm. À, em mới ăn bún mắm đêm xong. À, tại vì hôm nay buồn quá. Em mua về em ăn vậy mà. Đâu, bún mắm đêm là cái mùi mắm đêm tôi biết, tôi ăn hoài tôi biết, món ruột tôi mà. Nhưng mà cái mùi này nó khẳng khẳng kỳ lắm, giống như cái mùi con gì nè. Con mèo. Con mèo. Đâu có. Có. Chị bị sao rồi? Không có mùi mèo gì được. Còn sao mà được? Ê khoan, khoan. Ê sao mấy ngày cái tiếng hả? Chị. Nè em học tiếng mèo kêu. Chị muốn nghe không? Em nói chị nghe nè. Em nói chị. Sao trên mạng có bao nhiêu tiếng, ví dụ là tiếng Anh nè, tiếng Thụy Sĩ, tiếng Thụy Điển nè, thí dụ như là tiếng Tây, tiếng Ta, tiếng U, tiếng nói chung là đủ thứ tiếng luôn, sao không học tiếng mèo vậy? Tại vì em thích vậy á. Kêu tiếng thử coi. Mình bắt chước lời mèo kêu nha. Kêu cùng em mèo 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 mèo. Thấy ghê quá. Về nãy giờ chị nghe nhầm. Nhiều khi mình ở bên kia tường nó cách âm á, nó nghe nó lạ lạ. Đúng rồi. À vậy thôi, cố gắng dọn dẹp nhà cửa nha. Chứ dạ. Chị là chị không thích mấy người ở dơ. Dạ. Chị qua mà chị thấy nữa là chị đuổi đó. Dạ thôi chị tính về kỳ lắm. Tôi á, mặc dù tôi ham tiền thiệt nhưng mà tôi cho thuê mà ở dơ là tôi không có ưa nha. Tôi nói trước rồi đó, biết tính tôi đó. Dạ à. Dạ. Ê khoan. Cái gì nữa? Tôi nghe được cái tiếng mèo rõ ràng. Con mèo này là con mèo mèo đực nè. À không. Đâu đó nó đang xen cái tiếng mèo cái nữa nè. À không, con mèo là con mèo này, được cái là con mèo đại, bỏ đi là con mèo đực nè. À con mèo cái, có mèo, tóm lại là con mèo. Không có, nãy giờ là em kêu á, em mèo mèo. Tất cả chỉ là sự nói dối làm tim tan nát, nó đi con mẹ con đây nè. Chị, không có. Ôi trời ơi. Trời, quỷ. Chị, phải không chị? Thôi thôn sợ quá. Chị. Sợ quá. Chị, đi đâu vậy? Đi sợ tốn. Ngồi đây đi. Được mình chơi hồi qua nào vậy? Qua nãy giờ rồi. Qua từ nãy tới giờ. Thơm đúng không chị? Thơm gì? Gốm. Đúng là con mùi con mèo rồi. Con mèo bên trong đó đúng không? Mèo đó mà mèo. Em xài nước hoa mới. Mùi con mèo. Nước hoa mới. Mùi con mèo. Thôi mấy hỏi thử đi. Bộ bây giờ. Bởi vì sao hỏi bây giờ biết biến chất quá. Riết được mùi con mèo cũng đem lên làm nước hoa nữa. Thì ghê, mùi tôi còn thơm hơn xong mới làm nước hoa đi. Vậy là không có đúng không? Tôi nói cho các người biết. Các người có làm hay không thì tự lương tâm các người biết ha. Đừng có để tôi phát hiện ra. Chứ linh tính của tôi là luôn luôn đúng. Chẳng qua tôi không có chứng cứ trong tay thôi. Cho nên tôi bị quê, tôi sẽ về. Dạ về thôi hả? Tôi đúng rồi đó chị, đi về đi chị. Làm gì đuổi hoài vậy? Đuổi như vậy là có vấn đề đó nghe. Mà thôi, không có quả tang thì chị về. Dạ. Nhớ nha. Coi như là chị khuyên hai đứa bỏ cái mùi nước hoa này đi. Dạ. Trai nó không dám lại gần đâu, thấy gớm quá mà. Dạ chị về. Nè. Coi chừng tôi đó.
Hoàng quá. Trời ơi, thấy chưa? Bây giờ đâu có phát hiện đâu. Chị đem bây về đi rồi bữa khác đem qua cho em chứ gì. Ôi, nằm biến bà nghi rồi. Nghi đâu mà nghi. Bà không có phát hiện đâu. Thôi xuống. Em không biết, em thấy là chị đem về á. Cái con nhỏ này nó làm sao á. Nè, chị nè, để bây giờ cho em gửi qua Milo. Tao mới đem mày về rồi. Nè chị, bà nghi rồi, chị đem Milo về mẹ em nuôi. Mày điên à? Tụi bay điên à? Ôi trời ơi, tôi quá à. Chị, mở ra đi. Vậy? Em tưởng chị bị dị ứng với long thú. Đâu dị ứng long thú? Tôi mê nuôi thú gần chết chứ làm gì mà dị ứng. Tại vậy hả, chẳng qua tôi sợ dơ chung cư thôi. Cho nên tôi mới cấm mọi người chứ được ra là nuôi nó cưng cưng lắm, mê lắm. Trời ơi, chạy ghép quá đi, chạy ghép quá đi. Trời ơi, con trai nè, con trai của mẹ. Ủa vậy là nó tên gì hả? Nó tên gì thích lắm, nó tên gì em? Dạ, nó tên Milo. Ý, chị là Mina, nó là Milo. Ôi, hai mẹ con mình họ Mi là như mẹ con của nhau nha. Yeah. Em ơi, chị thích này quá, ông ấy à, mấy đứa à, cho chị nuôi con Milo này nha. Tại vì chị cảm giác thân tình lâu năm của chị sẽ gửi lại tiền kinh phí mấy đứa bây giờ nuôi nó nha. Ê, nghe tặng xong nó yên đứng im luôn kìa. Nó đứng im, nó im lặng là đồng ý á. Ờ, chị nhưng mà còn có con mèo nữa. Chị? Con mèo của chị. Con mèo hả chị? Mày hả? Dạ. Rồi nuôi luôn chị nuôi luôn cho. Chị, yeah. Chị thích mèo lắm hả? Thích mèo lắm, thích chó mèo. Trời ơi, em có nhiều mèo lắm, chị nuôi không? Ừ, cũng được, mấy con, hai con không? Đâu, khoảng 6, 7, 8, 9, 10 con vậy chị. Chị hả? Để nhà nuôi đi cưng, để nhà nuôi đi cưng. Nên nuôi gì nói nhiều như vậy.